động trang trí áo dài. Thực hiện được hoạt động này, chúng ta cần chuẩn bị tranh áo dài, hoa tươi, màu sáp và hoa giấy, cuối cùng là hồ dán. Còn bây giờ mời quý ba mẹ và các bạn nhỏ cùng xem các bạn lớp trò 2 thực hiện hoạt động trang trí áo dài. Bé biết được áo dài là trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam. Bé sáng tạo và biết dùng lời để mô tả ý tưởng trang trí áo dài. Xin chào và hẹn gặp lại quý ba mẹ và các bạn nhỏ vào clip sau nhé!